Thế Ân NT kính chào quý cô chú và anh chị ạ. Dạ con nên con xin kính chào cô chú và anh chị. Hôm nay đến với kênh con xin giao lưu cùng cô chú và anh chị năm phôi khí găng mini nghe cô chú anh chị. Năm phôi khí găng mini. Địa chỉ của con là ấp Tân Lộc, xã Tân Lược, huyện Tân, tỉnh Vĩnh Long nha. Số điện thoại của con là 0352240908, có tên nên nha. Số đó cũng số Zalo nha. Ở Bình Tân, Vĩnh Long. Cây này cây số 1 nha. Quay gần lại cho cô chú anh chị xem đế. Cây có dáng nha. Đang xin cho thông số ạ. Cao của nó là 34. Hoành con đo vị trí gì nó là 24 hoành. Nó đo chỗ đó là nó 24 nha. Nó đo chỗ đó 24 hoành. Đường kính bầu 30. Dạ cây khí găng mã số 1 này có giá là 500.000, con bao ship toàn quốc nha. Mã số 1 giá là 500.000. Dạ con xin đổi rồi. À, tiếp theo là mã số 2. Cây giáng thú à. Cây đang lên nu à. Mã số 2. Dạ con xin cho thông số ạ. Cao của nó là 29. Hoành con đo như vậy đó là 20 hoành. 20 hoành nha. Đo chỗ đó là 20 hoành. Đường kính bầu dài nhất của nó là 33. Dạ cái khí găng mã số 2 này cũng có giá là 500.000 nha. Mã số 2 500.000. Cây giáng thú à. Dạ con xin đổi thôi. Tiếp theo là mã số 3, cũng là một cây giáng thú à. Này chưa tưới nước bữa nay cái rễ nó cũng còn tiệp tiệp màu đất ha. Cho thông số chiều cao của nó là 32, hoành của nó là 20 hoành. 20 hoành con đo chỗ đó nha, 20 hoành. Đường kính bầu là 27. Và mã số 3 này cũng có giá là 500.000. Mã số 3. Theo là mã số 4. Mã số 4. Cây này có uống người ta thả nó đổi dáng cái dấu hằn vậy nó còn nghe của chú anh chị. Luôn này cứu. Lại thả cái nó đổi dáng. Cũ qua, cây này cũ qua lùng lực ha. Mã số 4. Và chiều cao của nó là 24. Ngang của nó là 22. Ông xin là tổng chỗ này nha. Đây, tổng như vậy nó là 26. 27 26 à. Nó tổng cho đó nó vậy đó cô chú anh chị, để con xoay vòng nha. 26. Đường kính bầu là 24. Thân đại diện của nó đây là nó 15. Thân đại diện nó 15. Bên đây. Thân bên đây là 16. Cái này là mấy cuốn bông của nó nè cô chú anh chị, cuốn bông của nó nè, nó vừa. Nó bứng cắt. Cây này trái nhiều lắm mày. Dạ cây khí găng mã số 4 này có giá là 500.000. Con bao ship toàn quốc. Dạ con xin đổi phôi. Dạ
tiếp theo là mã số 5. Cây cũng dáng thú à. Cây này cũng có râu già nghe không chứ anh chị. Mã số 5. Dạ, chiều cao của nó là 32. Vành giờ con đo chỗ này là nó là 19 vành. 19 vành nha. Đo chỗ đó nha chú anh chị. Đường kính bầu là 25. Dạ cây găng mã số 5 này cũng có giá là 500.000, không có sức còn quá. Rồi xong cái con để lại một dọc cho cô chú anh chị xem lại 5 cây ha. Đây, số 5, số 4, số 3. Nghe không biết cái bầu nó hơi nghiêng ha. Số 2, số 1. Và quay gần dọc lại ngược lại cái. Dạ cuối clip con xin kính chào cô chú và anh chị ạ. Chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Dạ cuối clip con xin kính chào.